Chào các bạn. Như đã hứa với các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về bệnh cao huyết áp. Cao huyết áp thì các bạn nên xác định là sẽ không bao giờ chữa khỏi, mà mỗi một viên thuốc nó chỉ giữ được huyết áp của mình trong 2-4 tiếng đồng hồ thôi. Nếu như các bạn chưa biết để hiểu về bệnh cao huyết áp thì các bạn khi thấy những cái biểu hiện như thế này thì mình nên cố gắng và theo dõi. Ví dụ như đau đầu, ví dụ chóng mặt, đau đầu, hoặc là nóng mặt, hoặc là có những cái biểu hiện ù tai, hoặc có những cái biểu hiện là mệt lả ra, đấy cũng là bệnh cao huyết áp. Thì cái nguyên nhân mà dẫn đến bệnh cao huyết áp thì có hai cái. Một là huyết áp do bệnh tật thì phải chữa khỏi, bệnh tim gan phèo phổi thì phải chữa khỏi. Thứ hai là huyết áp vô căn, là không có căn cứ, là do gia đình cha mẹ để lại của hồi môn, thì mình phải uống thuốc huyết áp thường xuyên, mỗi ngày một viên. Và mỗi một viên thuốc huyết áp thì nó chỉ giữ cho mình huyết áp được trong vòng 2-4 tiếng đồng hồ thôi. Và các bạn nên nhớ, khi đã xác định là mình cao huyết áp rồi thì các bạn nên làm 4 việc này cho mình. Việc thứ nhất là phải tập thể dục thường xuyên. Việc thứ hai là phải uống một viên thuốc huyết áp vào một thời điểm nhất định trong ngày. Nếu như bạn biết huyết áp cao ở buổi chiều thì mình sẽ uống buổi trưa. Nếu biết huyết áp cao buổi sáng thì mình sẽ uống sau khi ăn sáng. Việc thứ ba là các bạn phải uống nhiều nước. Uống nhiều nước, uống ít nhất 1,5 lít nước trong ngày. Để làm gì? Để làm cho máu nó không bị đặc. Máu đặc nó rất là nguy hiểm. Khi máu đặc thì mình phải dồn tất cả những cái áp lực ở trong cơ thể mình để đẩy máu đi nuôi các cơ quan, và lại phải đẩy máu từ các cơ quan về tim, thì như vậy là huyết áp mình nó sẽ cao lên. Và đặc biệt là mình nên theo dõi huyết áp vào 3 thời điểm: sáng, trưa, chiều. Như vậy các bạn phải làm 4 việc mà mình vừa nói, thì bạn sẽ theo dõi và nắm được cái quy luật huyết áp của mình thường cao vào lúc nào, để mình uống cái viên thuốc nó trước cái giờ đó nó mới có tác dụng. Và nên nhớ là phải uống nước nha các bạn nhé. Các bạn tập thể dục nữa. Và đặc biệt là nên điều chỉnh chế độ ăn. Ăn giảm bớt lượng mỡ, giảm bớt lượng đường. Và muối là kẻ thù số 1 của huyết áp các bạn ạ. Nên nhớ những cái thực phẩm này có thể hạ huyết áp cho bạn rất tốt. Thứ nhất là mướp đắng. Thứ hai, hoa hòe. Thứ ba là lá sen. Và thứ tư là lá đinh lăng. Đấy. Ngoài ra các bạn có thể uống lá vối, uống đụ hoa, tam thất, cũng là những thứ có thể hạ được huyết áp. Và nếu như bạn chưa cần sử phải cao độ khoảng từ 160 hoặc 150 thì bạn mới cần uống thuốc huyết áp. Còn nếu không, nó thấp mà tuổi đã trung niên rồi, khoảng từ 45-50 mà nó lên độ 130 thì các bạn có thể điều chỉnh bằng việc uống các loại lá mà mình vừa nói. Và bạn có thể ăn rau cần tây luộc, nó sẽ điều chỉnh được huyết áp của bạn rất là tốt. Chúc các bạn sẽ luôn bình ổn được huyết áp trong bất kỳ một ngày nào, ngày mưa, ngày nắng, ngày gió, ngày áp thấp nhiệt đới, huyết áp vẫn cứ 120/80 các bạn nhé.